Quy trình sinh sản của cua ẩn sĩ. Cua ẩn sĩ là loài động vật kỳ lạ với quá trình sinh sản đặc biệt mà ít người biết đến. Chúng bắt đầu quá trình này bằng việc tìm kiếm bạn tình vào mùa giao phối, thường vào mùa xuân. Một khi tìm được đối tác, cả hai sẽ thực hiện nghi thức giao phối, một quá trình có thể kéo dài hàng giờ. Sau khi giao phối, con cái sẽ mang trứng trong khoảng 2 tuần trước khi để chúng vào nước. Trứng sau đó phát triển trong môi trường nước, nơi chúng bắt đầu quá trình biến đổi hình thái. Trong giai đoạn này, từ trứng sẽ nở ra ấu trùng, thực hiện nhiều lần lột xác trước khi trở thành cua non. Cuối cùng, cua non sẽ tìm kiếm vỏ ốc trống để ẩn náu và bắt đầu cuộc sống mới của mình trên cạn.